Hello, hello, đồ gỗ Công Nhung xin kính chào các bác và cô chú anh chị ạ. Vâng, hôm nay là buổi chiều muộn ngày 27 tháng 11 năm 2023. Sở đồ gỗ Công Nhung xin trân trọng được giới thiệu đến với các bác và cô chú anh chị một loạt lục bình ạ, một loạt lục bình chất liệu gỗ cẩm vàng. Trong đó có chiều cao 1m57, chiều cao 1m67 và chiều cao 1m97. Sau đây sở đồ gỗ Công Nhung sẽ giới thiệu sâu sát chi tiết từng đôi một. Chiều cao, vanh tròn, kính mời các bác và cô chú anh chị cùng tham quan và tham khảo. Sau đây sở đồ gỗ Công Nhung sẽ đi vào xung quanh từng đôi một. Sở đồ gỗ Công Nhung có địa chỉ Tuyên Quang tại tổ 11, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, địa chỉ Yên Bái tại cầu Văn Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Kính mời các bác và cô chú anh chị một ngày gần nhất bớt chút thời gian về tham quan đồ gỗ Công Nhung, có rất nhiều sản phẩm đồ gỗ đẹp. Đầu tiên sở đồ gỗ Công Nhung sẽ giới thiệu là cỡ 1m67 trước ạ. Đấy, đôi này là đôi đầu tiên, đôi 1m67, vanh tròn 170. Vanh tròn 170, đôi này đấy ạ. Các bác theo dõi kỹ ưng đôi nào thì nhắn Công Nhung sẽ gửi ảnh chi tiết từng đôi một ạ. Và đôi tiếp theo, đôi cao 1m67, vanh tròn 157 ạ. Vanh tròn 157. Tùy theo nhà bác nào rộng thì lấy đôi to, nhà bác nào hẹp thì lấy đôi vừa vừa cho nó cân đối. Và tiếp tục ạ. Đôi này cũng cao 1m67 nhưng vanh tròn 159 ạ, vanh tròn 159 ạ. Tất cả mới chỉ phun qua một lượt lót đầu tiên để chống nước dăm. Sau khi các bác và cô chú chị ưng ý đôi nào, đồ gỗ Công Nhung sẽ hoàn thiện những bước cuối cùng để bàn giao cho các bác và cô chú anh chị tận nhà trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, tiếp tục là đôi tiếp theo. Đôi này có chiều cao 1m57, vanh tròn 160 ạ. Đôi này rất là mập. Đôi so với chiều cao rất là mập đấy ạ. Vanh tròn 160, chiều cao 1m57 ạ. Và tiếp tục là một đôi cao 1m97 ạ. Cao 1m97, vanh tròn 193. Vanh tròn 193. Đôi này đẹp đẳng cấp không tì vết luôn ạ. Mọi chi tiết tư vấn đặt hàng kính mời các bác và cô chú anh chị liên hệ trực tiếp đến đồ gỗ Công Nhung theo hai số điện thoại là 0988 986 601 hoặc 0916 912 888. Và đây là xung quanh toàn bộ đôi lục bình cao 1m57 ạ, cao 1m97 ạ, vanh tròn 193. Và đây đôi này vanh 160 ạ, Công Nhung sẽ quay lại. Cao 1m57, vanh tròn 100. Vâng. Đôi này là đôi cao 1m57 ạ, vanh tròn 160. Công Nhung xin dịch chuyển ạ. Đôi này là cao 1m67 đấy, ba đôi 1m67. Đôi này vanh tròn 159 ạ. Đôi vanh tròn 157 tiếp theo. Và đôi này vanh tròn 170. Đôi này cực đẹp và to. Và tiếp tục là những đôi đã cao 1m67, vanh tròn 159 ạ. Vanh tròn 159 ạ. Rất đẹp. Và đôi này đôi giá bình dân ạ. Đôi này cao 1m57 này. Vanh tròn 154. Đấy, đôi này 27 triệu thôi, rất hợp lý. 27 triệu. Tùy theo độ chun, độ đẹp nên giá cả dao động khác nhau. Một lần nữa xin cảm ơn các bác và cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi ủng hộ cho đồ gỗ Công Nhung. Xin kính chúc các bác và cô chú anh chị có một ngày mới tràn đầy niềm vui, gặp nhiều may mắn ạ.